Sau hơn 2 năm, các nhà mạng viễn thông chung tay cam kết ngăn chặn tin nhắn rác đã ghi nhận những kết quả tích cực. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm nay, lượt phản ánh tin nhắn rác đã giảm 48,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, những biện pháp xử lý cuộc gọi rác thì hiện vẫn ở mức khá sơ sài. Trước vấn nạn trên, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng nhiều giải pháp nhằm đặt ra các hàng rào kỹ thuật ngăn chặn tin nhắn, cuộc gọi quảng cáo khủng bố người dùng. Là người am hiểu công nghệ, anh Phạm Việt Dũng mặc dù đã áp dụng các biện pháp để chặn các số điện thoại lạ thường xuyên nhắn tin, gọi điện, làm phiền quảng cáo. Tuy vậy, tình trạng này vẫn liên tục diễn ra, chặn số này thì lại xuất hiện số khác. Có thể những cái số lạ mà gọi thường làm phiền thường xuyên ấy, thì mình dùng cái gọi là cái ứng dụng của nhà mạng ấy, nó sẽ chặn được cái đầu số đấy. Hoặc là dùng cái số điện thoại, cái phần mềm của BKV ấy, thì họ sẽ lọc cái những tin nhắn rác ấy vào một cái kiểu như một thư mục spam ấy. Đấy, nhưng mà thường thì nó vẫn gửi đến điện thoại mình, vẫn gây cái cảm giác khó chịu mình. Rất nhiều thuê bao di động hiện nay hàng ngày vẫn phải chịu đựng những đợt dội bom tin nhắn hay cuộc gọi quảng cáo từ các đầu số định danh tổng đài của nhà mạng, đặc biệt là từ các sim rác khiến người dùng rất khó phân biệt. Trong phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã giao trách nhiệm trực tiếp đến các tổng giám đốc công ty viễn thông để xử lý vấn nạn này. Một cái yêu cầu mà tôi nghĩ sẽ tác động rất mạnh đến các nhà mạng là nếu như mà còn tồn tại sim rác ở trên các cái nhà mạng thì nhà mạng đấy sẽ không được cấp phép các cái dịch vụ mới, thí dụ như dịch vụ mobile money. Bộ Thông tin và Truyền thông mới đưa ra dự thảo nghị định đề xuất các chủ thuê bao di động có thể đăng ký không nhận tin nhắn cuộc gọi rác bằng cách nhắn tin đăng ký tới đầu số 456 do Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam VNSTREAT quản lý vận hành. Theo đó, các đơn vị chỉ được phép gọi quảng cáo từ 9 giờ tới 20 giờ trong ngày và không được quá một cuộc gọi tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ. Người dùng sẽ đăng ký bằng cách soạn tin nhắn gửi đến đầu số 456. Còn cái tin nhắn cụ thể như thế nào sau này khi mà dự thảo được ban hành thì chúng tôi sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể về cái cú pháp đăng ký đó. Nên là sau này khi mà cái danh sách Do Not Call mà có ấy, thì tất cả các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo phải tham chiếu đến cái danh sách đó trước khi mà gửi đến thư điện tử quảng cáo hoặc tin nhắn quảng cáo hay cuộc gọi quảng cáo. Trong thời gian tới, khi nghị định được ban hành, đối với trường hợp các thuê bao đã đăng ký không nhận tin nhắn hay cuộc gọi quảng cáo mà tình trạng này vẫn diễn ra, thuê bao đó có quyền khiếu nại về Bộ Thông tin và Truyền thông. Bộ sẽ đứng ra xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.